tiếp theo của Monster nha các bạn. Đấy. Và mình xin chúc các bạn một ngày vui vẻ nha các bạn nha. Luôn luôn hạnh phúc nha. Đấy. Có sức khỏe mà để mình cùng làm và cùng phát triển nha các bạn nha. Đấy. Hôm nay mình lại làm clip tiếp theo về là chủ đề nha các bạn nha. Đây là để các bạn hãy được biết là mình là kênh mình đã bật rồi ấy, mình biết chứ. Là khi mình đăng ấy là mình lấy nhạc của người ta ấy các bạn. Đấy, mình lấy nhạc của người ta này để mình kép ấy. Là mình quay này xung quanh, quay gì, quay cành, quay kia ấy, bạn. Còn làm còn nếu mình lấy nhạc chuồng thì không sao nha các bạn nha. Còn mình lấy mà nhạc của người ta hát ấy bạn. Mình thấy kênh của các bạn hay mặc về cái đấy lắm bạn. Chỗ nào kỳ là tay xuống ấy, bên YouTube ấy các bạn. Coi là nó tay xuống là nó gạch ấy, gạch ngang ấy, gạch dầu ít nè. Đấy các bạn. Đây là bị vang tiền ấy. Còn lỗi là mình sử dụng bản quyền người ta nữa các bạn. Đấy. Mình thật sự các bạn rất thật đấy các bạn. Đấy. Sau này kênh của mình ấy, của bạn ấy là sẽ vàng, vàng tiền nha các bạn. Vàng tiền là không có tiền đâu các bạn. Nó bị vàng tiền rồi mà. Đấy. Các bạn nếu nó cách ấy, các bạn xóa đi. Lấy nhạc khác nữa bạn. Lấy nhạc lại nhạc người ta cho sử dụng ấy. Đấy mình ghép cái đấy là sao. Còn mình lấy nhạc người ta không cho phép ấy. Đấy là bị vang tên nha bạn. Còn cái chỗ nếu mình tay ấy, nếu là kênh của mình đã bật ấy, mình có nó ghi là mình đã sử dụng bản quyền của người ta, nhạc của người ta đấy. Nó là nó nói là bảo vệ âm nhạc của Việt Nam ấy. Chỗ đấy các bạn nha. Các bạn hãy để ý khi mình ghép nhạc ấy các bạn nha. Đấy. Mình nếu các bạn thấy mình chia sẻ hay hữu ích là sau này ấy, nếu kênh của các bạn ấy là đúng là mình giống như mình nói ấy, các bạn à, các bạn hãy cho mình một like và đăng ký để nếu mình biết thì mình nói thêm nữa các bạn. Nói thêm thế này để sau này bạn đừng mắc về cái việc đấy các bạn nha. Đấy bạn thế là mình chia sẻ chung đấy các bạn nha. Nếu mình còn biết ấy, mình sẽ làm kênh tiếp theo nha các bạn nha. Thế chào các bạn nha. Mình sẽ dùng clip tại đây nha. Bye.